Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ hôm nay thì em lại mang đến cho anh chị và các bạn một siêu phẩm Ford Explorer phiên bản máy 2.3 ecoput sản xuất là 2018 Đăng ký là lần đầu là 2019 Xe làm bánh với quãng đường cực ít chỉ với 56.000 km thôi anh chị ạ Với ngoại thất của chiếc xe sử dụng hệ, hệ thống sơn si màu đỏ với đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ như là hệ thống cam trước sau cũng như là cảm biến. Với những chi tiết về sơn si cũng như là những phần con mắt cảm biến của chiếc xe thì nó vẫn còn rất đẹp và hoàn hảo. Mâm trang bị mâm đa chấu hợp kim, nốt lap vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vượt trên gương. Dọc thân xe thì với gương được dán kính màu rồi, cũng như là có trang bị cho anh chị và các bạn như bệ lên xuống là thỏ thụt. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto. Địa chỉ đơn vị là số 116 Lê Văn Nương Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ sở 2. Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Đơn vị bán xe ra thì đều có cam kết cho khách hàng cả hạng mục xe không bị đâm va hay ngập nước Bảo hành cho anh chị và các bạn về khung gầm máy móc động cơ hộp số trên văn bản hợp đồng giấy tờ để các bác có thể yên tâm chọn lựa. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan đánh giá chi tiết cụ thể mẫu xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn còn đẹp như thế nào. Ở phần đuôi xe thì nổi bật với những chi tiết như là hệ thống cảm biến cam đùi, gạt mưa và cốp sử dụng là hệ thống cốp điện. Có đá cốp cho anh chị và các bạn nhé. Không gian của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi do là một mẫu gầm cao 7 chỗ full size nên cái khoang mà hành lý mà khi dựng đủ ba hàng ghế nó vẫn còn rất là rộng rãi. Với hàng ghế thứ ba thì anh chị bạn có thể gập điện, gập phẳng để tạo thêm cái không gian chứa đồ. Đây là những chi tiết về hệ thống keo chỉ đính tán của chiếc xe để các bác có thể đánh giá cũng như là bệ bước về chất lượng của chiếc xe em đang giới thiệu anh chị các bạn nó còn đẹp hay không xe thì vừa là mới lấy về nhà khách về chưa hề dọn dẹp gì cả nên em quay mộc nguyên để cho anh chị các bạn có thể thấy được về chất lượng của chiếc xe đang giới thiệu không gian khi gập hàng ghế thứ ba xuống đây anh chị bạn có thể gập như này hoặc là gập phẳng bằng cách đây nút xoay này nó sẽ tự động xoay xuống ngược lại để anh chị bạn có cái mặt phẳng để nghỉ ngơi hoặc nếu cần gia tăng thể tích nữa mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai để lấy chỗ nghỉ ngơi hoặc chứa đồ nhiều hơn. Với trần xe của chiếc xe thì sử dụng cửa sổ trời toàn cảnh và có trang bị các cửa gió điều hòa trên nóc trần. Những đường led để các bác có thể đánh giá chất lượng của chiếc xe đây. Từ những phần uh, sơn si cũng như đến cái phần uh, mắt cảm biến rồi là những phần mép lối mép cản hệ thống sơn si của chiếc xe nó vẫn còn rất là đồng màu. Nốt black của chiếc xe thì còn rất là mới và đây là những cái chi tiết uh, chi tiết về không gian khoang uh, hành khách hàng ghế thứ hai với hệ thống cánh cửa keo chỉ đinh tán với cái chỉ của chiếc xe này thì nó không uh, xây dựng chỉ mà nó là gợi, uh, tôn gập anh chị nhé rồi là những bên trong có những phần ốp gỗ giả gỗ rồi có những cái chi tiết như là hệ thống uh, bọc da các phần ốc bản lề của cánh cửa đều còn trong tình trạng là nguyên bản Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe chị có thể thấy với hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi. Không gian hàng ghế thứ hai thì là ngồi được 3 người ngồi, có trang bị đầy đủ như là hai màn hình gối đầu. Chính giữa trung tâm thì nó có các phím điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cũng như cổng sạc. Và cánh cửa của chiếc xe anh chị bạn có thể là mở cửa bằng nút bấm cũng như là có mở cửa bằng mật khẩu. Ở bên trong cánh cửa thì anh chị có thể thấy qua thì với những tiện nghi như là hệ thống nhớ ghế cũng như là các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương với những phần ốc ác vẫn còn giữ được độ đẹp ẩm bệ chất lượng ghế lái của chiếc xe đây các bác có thể tham quan từ những phần má ghế này rồi những cái phần chi tiết là chất lượng da của chiếc xe để các bạn có thể đánh giá về chất lượng chiếc xe giới thiệu tổng quan chi tiết rất là đầy đủ rồi nếu anh chị cần bạn cần xem hình ảnh lại thì có thể truy cập tại web autoseg com để xem thông tin cụ thể nhé ghế thì có trang bị làm mát ghế, sấy ghế cũng như là chế độ massage màn hình giải trí với những tính năng hỗ trợ người lái như là hỗ trợ lùi chuồng ghép ngang và phím bấm thì có trang bị đầy đủ những các tính năng như là set cruise control, tăng chỉnh ấm lượng, đàm thoại rảnh tay duy trì làn đường đầy đủ những tiện ích để anh chị bạn có thể trải nghiệm và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về khối động cơ của chiếc xe với khối động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là khối động cơ máy 2.3 EcoBoost cho cái khả năng vận hành của chiếc xe nó rất là mượn mượt mà và mạnh mẽ với hệ dẫn động 2 cầu và với chiếc Ford Explorer phiên bản Limited 2.3 EcoBoost sản xuất là 2018 đăng ký 2019 làm bánh quãng đường 56.000 km hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 350 triệu. Giá lại còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Sẽ có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Thông tin về thời gian vay cũng như lãi suất, hãy liên hệ em, em sẽ gửi bảng kê chi tiết qua Zalo cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.